Thưa quý vị liên quan đến vụ nổ thảm khốc tàu Titan khi đang tham gia tour khám phá xác tàu Titanic ở Đại Tây Dương đang được dư luận toàn cầu chú ý. Ba hành khách từng tham gia các chuyến đi năm 2021, 2022 trên tàu lặn Titan đã tiết lộ nhiều chi tiết giật mình về trải nghiệm đến thăm xác tàu Titanic. Chia sẻ với The Canadian Press, ông Arthur Loibo, một doanh nhân, nhà thám hiểm người Đức tiết lộ trong chuyến thăm sát tàu Titanic mà ông tham gia vào năm 2021, tàu lặn Titan đã gặp sự cố với pin và sự cân bằng trọng lượng. Sự cố này đã biến hành trình 8 giờ thành 10 giờ vì phải mất 90 phút để sửa chữa. Điều này cũng khiến chặng đường tiếp cận Titanic của họ bị chìm trong ánh sáng lờ mờ vì tàu Titan phải tiết kiệm pin. Ông Lloyd Bồ nhớ lại, khi nhìn lại, ông thực sự hạnh phúc vì đã sống sót. Ông cũng chia sẻ nội tiếc thương đến hai nạn nhân đã thiệt mạng trên tàu là ông Stockton Rush, CEO của Ocean Gate, và ông Paul Henry Nacolet. Theo ông Brian Witt từ kênh Discovery, người tham gia chuyến lặn để quay phóng sự, trước đó, tàu lặn Titan cũng đã gặp chuyện ngay lần thử nghiệm đầu tiên vào tháng 5 năm 2021. Khi tàu Titan mới ở độ sâu 30 mét, hệ thống đẩy đã ngừng hoạt động. Các máy tính không phản hồi, liên lạc bị cắt đứt, sự cố này đã khiến chuyến lặn bị hủy bỏ. Sau đó, OceanGate đã thuê một cố vấn từ Hải quân Mỹ và báo cáo của vị chuyên gia này cho biết, không có đủ nghiên cứu về thân tàu làm bằng sợi carbon của Titan, đồng thời có lo ngại kỹ thuật rằng thân tàu sẽ không duy trì được tính năng nếu lặn nhiều lần. Sau kết luận này, ông Witt, người từng tham gia rất nhiều chuyến thám hiểm quyết định cùng các đồng nghiệp rút khỏi chuyến đi bởi lo ngại rằng sau mỗi lần lặn, thân tàu Titan lại yếu đi trong khi đó ông Myricks, hành khách của một chuyến lặn năm 2022 cho biết hành trình trên tàu Titan của ông suôn sẻ và thú vị. Tuy nhiên, ông cũng tiết lộ một số điều bất ổn xảy ra khi tàu lặn tiến đến gần sát tàu Titanic. Ví dụ, không phải lúc nào hệ thống liên lạc cũng hoạt động ổn định, đôi khi bị mất sóng. La bàn của Titan cũng bắt đầu hoạt động điên cuồng khi tàu lặn ở dưới đáy đại dương gần tàu Titanic. Thưa quý vị, sau vụ thảm họa nổ tàu Titan, các giám đốc trong ngành tiết lộ nhu cầu tham gia các chuyến thám hiểm xác tàu Titanic vẫn rất cao. Với nhiều người, rủi ro chính là sự hấp dẫn của du lịch mạo hiểm. Theo CNN, với sự phát triển của công nghệ, ngành công nghiệp du lịch mạo hiểm đã ra đời, chủ yếu là hướng tới giới nhà giàu. Chỉ cần chấp nhận trả mức giá phù hợp, các cá nhân giàu có có thể tham thú trên trời và dưới biển. Họ được đến những nơi mà trong suốt chiều dài lịch sử, rất ít người đã và sẽ đặt chân tới. Tuy nhiên, ngay cả mạng lưới an toàn tốt và đắt đỏ bậc nhất cũng có nhiều lỗ hổng. Tuần trước, lực lượng tuần duyên Mỹ cho biết cả 5 nạn nhân trên tàu lặn Titan bị mất tích đều đã thiệt mạng trong một sự cố dường như là một vụ nổ khủng khiếp. Đó là điều đáng buồn cho những nỗ lực cứu hộ quốc tế quy mô lớn đối với tàu lặn mất tích trong chuyến tham quan sát tàu Titanic. Những mảnh vỡ được phát hiện dưới đáy đại dương cho thấy tàu lặn này đã phải hứng chịu áp lực rất khủng khiếp. Trong số các nạn nhân, nhiều người đã phải bỏ ra 250.000 đô la Mỹ cho cơ hội lặn xuống hai dặm dưới mặt nước. Trên khắp thế giới, người ta cũng phải chi trả hàng chục ngàn đô la Mỹ để được leo lên đỉnh Everest. 17 người đã thiệt mạng hoặc mất tích kể từ đầu năm cho tới nay. Ở mùa xuân vừa qua, 5 người, trong đó có tỷ phú người Cộng hòa Séc là Petro Keller, đã qua đời trong một vụ rơi trực thăng khi đi trượt tuyết ở vùng Alaska. Có hai điểm chung giữa các chuyến trải nghiệm bằng tàu lặn, leo núi hay là trượt tuyết. Đây là những dịch vụ chủ yếu dành cho giới nhà giàu và tỷ lệ xảy ra sự cố của chúng rất thấp. Ông Lucas Fortenback, người sáng lập công ty leo núi Fortenback Adventures cho biết, tính rủi ro chính là một phần sức hấp dẫn của Everest và thám hiểm tàu Titanic, các chuyến du hành vũ trụ hay những trải nghiệm tương tự cũng như vậy. Ông nhận định rằng đã có người từng bỏ mạng ở nơi này và là một phần lý do khiến mọi người muốn tới đó. Công ty của ông Fortenback cung cấp gói dịch vụ leo đỉnh Everest với lượng oxy không giới hạn, hướng dẫn trực tiếp một kèm một với giá là 220.000 đô la Mỹ. Ông tiết lộ rằng sau mùa leo núi chết chóc vừa qua với 17 người thiệt mạng và mất tích, nhu cầu cho mùa tiếp theo có xu hướng tăng đột biến. Số lượng giấy phép leo đỉnh Everest thậm chí tăng lên đáng kể sau năm 1996. Mùa leo núi đó đã lấy đi mạng sống của 12 người và trở thành chủ đề nóng hổi của giới truyền thông quốc tế. Ông Fortenbach tiết lộ, sau mỗi mùa thảm họa, trung bình cứ 3 cho tới 5 năm một lần, chúng ta có thể chứng kiến số lượng giấy phép được cấp tăng lên rất nhiều. Ông bình luận rằng nếu việc leo Everest an toàn 100% thì đó sẽ là điểm kết thúc của cuộc phiêu lưu. Tương tự như vậy, bi kịch vừa qua ở phía bắc Đại Tây Dương dường như không thể kìm hãm nhu cầu với các chuyến tham quan xác tàu Titanic. Ngược lại, sự quan tâm trên toàn cầu còn đang tăng lên. Ông Philip Brown, người sáng lập công ty du lịch sang trọng Brown Hudson, cho biết danh sách khách hàng chờ đối với các chuyến tham quan xác tàu Titanic vẫn còn rất dài. Những chuyến đi này được công ty của ông hợp tác với Ocean Gate là công ty đã điều hành đứng sau tàu lặn Titan. Ông Brown tiết lộ rằng đến nay vẫn chưa có bất cứ ai hủy vé, số lượng yêu cầu thậm chí còn tăng lên. Theo ông, các du khách tin rằng sau vụ việc, công nghệ sẽ được cải thiện và những quy định có thể trở nên chặt chẽ hơn. Tuy nhiên đáng buồn thay, đôi khi bi kịch lại là chất xúc tác cho sự tiến bộ. Vụ việc thổi bùng tranh cãi giữa các học giả và những nhà thám hiểm vốn đã âm ỉ trong nhiều thập kỷ qua. Họ tranh luận về việc liệu có nên thực hiện các nỗ lực giải cứu tốn kém đối với những du khách quyết mạo hiểm hay không. Khi tàu lặn Titan mất tích, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được lực lượng tuần duyên Mỹ dẫn đầu với sự hỗ trợ của Pháp và Canada. Các quan chức Mỹ không tiết lộ về chi phí của nỗ lực kéo dài 5 ngày, nhưng giới chuyên gia ước tính con số có thể lên tới hàng triệu đô la Mỹ. Với thiết kế hình trụ và cấu tạo từ vật liệu sợi carbon khác với tàu lặn thông thường có thể khiến tàu Titan không chịu được áp lực dưới biển sâu. Vụ việc tàu lặn Titan bị ép nát dấy lên nhiều câu hỏi liệu phương tiện khám phá xác tàu Titanic có định sẵn sẽ gặp thảm kịch do thiết kế khác thường của nó và nhà sản xuất từ chối kiểm tra độc lập theo tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp hay không. Cả năm người trên tàu đã tử vong khi phương tiện bị nghiền nát gần xác tàu đắm Titanic nổi tiếng. Tàu lặn Titan do công ty Ocean Gate Expedition sở hữu và vận hành lần đầu tiên chở người tới xác tàu đắm Titanic vào năm 2021. Con tàu được mô tả có cabin hình trụ rộng rãi hơn, làm từ sợi carbon, khác với cabin hình cầu làm từ titan mà phần lớn tàu lặn đã sử dụng. Tuy nhiên, theo Chris Roman, giáo sư ở trường cao học hải dương thuộc Đại học Rhode Island, hình cầu là hình dạng hoàn hảo bởi áp suất nước tác động lên đều mọi khu vực. Roman không ở trên tàu lặn Triton nhưng từng thực hiện vài chuyến lặn sâu với Alvin, con tàu vận hành bởi Viện Hải dương học Utah ở bang Massachusetts. Với kích thước là dài 6,7 mét và nặng hơn 10 tấn. Dù vẫn còn chật trội với sức chứa tối đa là 5 người, thể tích bên trong lớn hơn của tàu lặn Titan có nghĩa là con tàu chịu nhiều áp suất ngoài hơn. Không gian cabin kéo dài trong tàu lặn làm tăng lực nén ép ở phần giữa, khiến sức chịu đựng của vật liệu giảm đi và áp lực tách lớp tăng lên. Đây là điều được Jasper Graham Jones, phó giáo sư kỹ thuật cơ khí và hàng hải ở Đại học Plymouth của anh cho biết. Ngoài ra, lớp vỏ dày 12,7 cm của tàu Titan chịu áp lực lặp lại nhiều lần trong hàng chục chuyến lặn trước đó, mỗi chuyến đi tạo ra những vết nứt nhỏ trong cấu trúc. Theo quảng bá của OceanGate, kết cấu sợi carbon của tàu lặn với nắp làm từ titan có trọng lượng nhẹ hơn và hiệu quả hơn khi di chuyển so với những tàu lặn sâu khác. Công ty cũng khẳng định con tàu được thiết kế để lặn sâu tới 4 km trong giới hạn an toàn. Thế nhưng, hợp chất carbon có tuổi thọ hạn chế khi gặp tình trạng quá tải, đặc biệt thiết kế kém dẫn tới tập trung áp lực. OceanGate cũng từng bị nhắc nhở việc không có bên thứ ba kiểm tra con tàu trong quá trình phát triển có thể đặt ra vấn đề an toàn trong một vụ kiện vào năm 2018. David Lockridge là cựu giám đốc phụ trách hoạt động hàng hải của OceanGate cho biết quá trình kiểm tra và xin cấp phép không đầy đủ của công ty có thể đẩy hành khách vào nguy hiểm tiềm ẩn trong tàu lặn thử nghiệm. Lockridge đã kêu gọi kiểm tra không phá hủy đối với thiết kế thân tàu như là scan siêu âm nhưng đã bị công ty từ chối. Kiểm tra siêu âm có thể giúp phát hiện những khu vực ở bên trong kết cấu nơi vật liệu composite dễ nứt ra. Đây là điều được nhiều Coulthro, giám đốc điều hành tổ chức chuyên nghiệp mang tiền hiệp hội kiểm tra không phá hủy của Mỹ tiết lộ. Controls giải thích rằng khi tàu lặn xuống nước và chịu áp lực, vật liệu composite sẽ bị ảnh hưởng. Kiểm tra không phá hủy là biện pháp giúp đánh giá cấu trúc và xác định chúng vẫn hoạt động được hay dễ bị hư hỏng. Hiệp hội công nghệ hàng hải, tổ chức bao gồm các kỹ sư hải dương, chuyên gia công nghệ, nhà hoạch định chính sách và giáo dục, cũng bày tỏ lo ngại đối với OceanGate về kích thước của tàu lặn Titan. Vật liệu cấu tạo và nguyên mẫu chưa qua kiểm tra từ bên thứ ba. Ông Will Cohen, chủ tịch tổ chức, okay. cho rằng I quá trình xin uh, giấy phép uh, có thiếu sót và đe dọa dẫn tới hậu quả nghiêm to trọng to cho mọi người trong to. ngành công nghiệp. Theo Graham Jones, xin ý kiến chuyên gia để đảm bảo con tàu đáp ứng những yêu cầu cao nhất là một quy định tiêu chuẩn. Trong một bài đăng vào năm 2019, OceanGate đã chỉ trích quá trình này tốn quá nhiều thời gian và rất cứng nhắc. Tàu lặn Titan trần được làm từ sợi carbon và titan với kích thước là 6,7m nhân 2,8m và nhân 2,5m. Titan trần được thiết kế để chở một người lái và bốn hành khách tàu có thể di chuyển ở tốc độ tối đa là 5,5 km h và lặn sâu xuống độ sâu là 4.000 m. Tàu không có hệ thống lái chuyên biệt mà được điều khiển bằng tay cầm PlayStation. Để liên lạc với tàu mẹ, Titan đã gửi tin nhắn thông qua hệ thống định vị thủy âm. Tàu lặn Titan mất tích vào ngày 18 tháng 6 khi đang chở 5 người thực hiện chuyến tham quan xác tàu Titanic ở dưới đáy Đại Tây Dương, cách Newfoundland của Canada khoảng 600 km. Theo trang web của công ty, chuyến thám hiểm dưới đáy biển tới xác tàu Titanic được OceanGate thực hiện từ năm 2021 với giá vé là 250.000 đô la Mỹ cho mỗi người. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ thảm khốc tàu Titan khi đang tham gia tour khám phá xác tàu Titanic ở Đại Tây Dương đang được dư luận toàn cầu chú ý. Một cựu sĩ quan tàu ngầm hạt nhân Mỹ cho rằng vụ nổ trên tàu lặn Titan diễn ra nhanh tới mức không người nào trên tàu kịp nhận biết thảm họa sắp xảy ra. Theo CNN. Hành trình kéo dài 10 giờ để tham quan xác tàu Titanic đã kết thúc trong bi kịch, với tất cả 5 người trên tàu lặn Titan thiệt mạng trong một vụ nổ thảm khốc. Hải quân Mỹ đã phát hiện ra một âm thanh phù hợp với một vụ nổ đã xảy ra vào ngày 18 tháng 6, trùng với thời điểm tàu mất tích, và sau đó, các đội tìm kiếm đã thu thập được các mảnh vỡ của tàu. Tàu Titan mất tích sau khi lặn xuống biển được 1 giờ 45 phút. Theo lịch trình, tàu sẽ lặn trong 2 giờ để tới xác tàu Titanic, nằm ở độ sâu gần 4.000m dưới mực nước biển. Theo ông Rick McCarr, giám đốc đào tạo quốc tế thuộc hiệp hội thợ lặn hàng động quốc gia Mỹ cho biết, ở độ sâu của xác tàu Titanic, áp suất nước cao gấp hàng trăm lần áp suất ở trên bề mặt. Ông David Colley lý giải thân tàu Titan làm bằng sợi carbon sẽ nổ tung vào bên trong với tốc độ 2.414 km/h. Con tàu bị nổ tung trong một phần nghìn giây và rằng vụ nổ dữ dội đến mức các khí dễ cháy như khí oxy trong các thùng chứa của Titan sẽ bốc cháy. Aileen Maria Marty, cựu sĩ quan Hải quân Mỹ, giáo sư Đại học Quốc tế Florida cũng cho biết, tàu lặn Titan bị phá hủy cực kỳ nhanh chóng đột ngột trong chưa đầy một phần nghìn giây. Bà Marty nói rằng, tất cả mọi thứ tan tành trước khi những người trên tàu nhận biết được vấn đề, không có đau đớn gì. Theo hãng tin NBC, giáo sư Blair Fountain ở Đại học Southampton nói rằng, toàn bộ quá trình từ lúc bắt đầu tới kết thúc diễn ra trong trước mắt, một cú nhấp ngón tay. Các hành khách trên con tàu không có bất kỳ sự đau khổ hay nhận thức nào về điều đã xảy ra các chuyên gia cho hay khó có thể tìm thấy thi thể của các hành khách ngoài ra việc tìm kiếm các mảnh vỡ khác của con tàu lặn cũng được cho là rất khó khăn vì dòng hải lưu sẽ mang các mảnh vỡ ra xa phần còn lại của đống đồ nát